liên quan đến công tác chống hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay ở vùng đồng bằng này chưa có một giải pháp tổng thể, toàn diện về vấn đề trữ nước cho toàn vùng và các tiểu vùng mang tính liên vùng. Vì vậy, cần phải cấp bách xây dựng giải pháp trữ nước tổng thể cho toàn vùng trong thời gian tới. Theo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay trung tâm này đã tổ chức thu thập thông tin, số liệu, tài liệu và các báo cáo chuyên ngành phục vụ xây dựng các nội dung phân tích, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước. Đối với nước mặt khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm này đã thiết lập và hiệu chỉnh mô hình mưa, dòng chảy Mai Nam phục vụ đánh giá tài nguyên nước và cung cấp số liệu làm biên đầu vào cho các mô hình thủy lực cân bằng nước toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tài nguyên nước dưới đất, hiện có kết quả đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1 trên 200.000, đã thiết lập xong mô hình nước dưới đất để phục vụ tính toán các phương án khai thác nước dưới đất. Dự kiến thời gian tới, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt thẩm định nhiệm vụ quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, cục cũng đã xây dựng dự thảo báo cáo quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và lấy ý kiến bộ ngành địa phương họp thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm nay. Trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp trữ nước đã và đang được các bộ ngành địa phương đề xuất như là một trong những biện pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn hiệu quả nhất. Tuy nhiên, các giải pháp hiện vẫn còn mang tính đơn lẻ, địa phương thiếu tính liên kết vùng. Cũng theo Cục Quản lý Tài nguyên nước, giải pháp trữ nước của đồng bằng sông Cửu Long với các công trình cần có thêm hoạt động rà soát, cân nhắc lại, không thể như đào ao đắp đập. Cần phải tổ hợp các giải pháp, trong đó tận dụng những gì đang có, kể cả giải pháp công trình và phi công trình để chống lại hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.